Tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã đi qua gần hết tất cả các hệ trong Pokemon rồi. Hệ đá có lẽ sẽ gây ấn tượng mạnh đối với những anh em chơi game hay là xem anime từ thế hệ đầu tiên, khi mà đó là hệ của phòng huấn luyện đầu tiên vùng Kanto với con Onix khổng lồ. Có một điều thú vị là nếu như anh em tìm kiếm từ khóa Rock Type Pokemon trên Google tiếng Anh thì nó sẽ ra con Onix, còn nếu tìm kiếm Pokemon Rock Type thì nó sẽ ra con Geodude. Vậy thì hệ đá còn có những gì hay ho nữa và nó đã đóng góp những gì cho sự đa dạng trong chiến đấu Pokemon? Hãy cùng tiếp tục với video nhé! Cho đến thời điểm tôi làm video này, có tổng cộng 69 loài Pokemon mang hệ đá. Đấy là tôi chưa tính những Pokemon có nhiều hình dạng cùng mang hệ đá, ví dụ như là Golem hay là Lycanroc. Trong đó giới thiệu nhiều Pokemon hệ đá nhất là thế hệ thứ 3 với 12 loài, còn ít nhất là thế hệ thứ 7 với 5 loài. Ở thế hệ thứ 7 này có con Lycanroc có 3 dạng nhưng cũng chỉ tính là một loài thôi nhá. Trong các song hệ mà hệ đá đã kết hợp thì đông đảo nhất là các Pokemon song hệ đá nước với 11 loài tất cả. Ít nhất thì là hệ đá giác đấu và đá độc mới chỉ có một loài mà thôi, còn có song hệ đá thường và đá ma thì vẫn chưa xuất hiện. Đặc điểm chung của các Pokemon hệ đá là chúng thường sinh sống trên núi hoặc là bên trong lòng núi. Cũng có rất nhiều Pokemon của hệ này được hồi sinh từ hóa thạch. Chúng thường có toàn bộ cơ thể hoặc là một phần cơ thể được cấu tạo từ đá, kèm theo đó là chỉ số thủ vật lý rất cao. Đổi lại thì tốc độ của những Pokemon hệ này thường sẽ chậm chạp. Về mặt phòng ngự, như tôi vừa mới nói, hệ đá có ưu điểm là sở hữu khả năng chống chịu cao, có thể kháng đến 10 hệ và miễn nhiễm thêm hệ độc là 11. Nhược điểm thì đấy không phải là thông tin của hệ đá mà là hệ thép. Tôi đang đùa ai vậy chứ? Cái khả năng phòng ngự của hệ này siêu siêu lởm luôn. Nó chỉ kháng được 4 hệ mà cũng chẳng phải là những hệ thông dụng, đó là hệ thường, độc và bay. May ra thì có khả năng kháng lửa là có vẻ ổn áp nhất. Nó thậm chí còn không thể kháng được chính nó và không thể kháng được bọ, mặc dù có thể khắc chế hệ bọ. Trong khi đó, những hệ mà có thể khắc chế được hệ đá lại siêu phổ biến, đó là nước, cỏ, giác đấu, thép và đất. Anh em đã thấy vấn đề ở đây chưa? Về mặt công kích thì có vẻ khá khẩm hơn một chút xíu. Những hệ mà chiêu thức hệ đá có thể khắc chế đó là lửa, băng, bọ và bay. Đất và đá lại là hai hệ bổ trợ cho nhau cực kỳ tốt về mặt công kích, bởi vì hệ đất có thể xử lý được hệ thép, trong khi hệ đá có thể đối phó với những Pokemon bay mà miễn nhiễm với hệ đất. Trong khi đó thì những hệ có thể kháng được chiêu thức hệ đá là giác đấu, đất và thép. Có một thông tin khá thú vị, đó là nếu như một Pokemon nào đó sở hữu được tất cả các hệ cùng một lúc thì vẫn sẽ bị ăn gấp đôi sát thương từ hệ đá. Hệ đá chỉ có vỏn vẹn hai Pokemon huyền thoại. Đầu tiên là vị cự thần tượng trưng cho những ngọn núi đá, Regirock. Và thứ hai là một thành viên của bộ kỵ sĩ vùng Unova, Pokemon hang đá Terrakion. Pokemon huyền ảo hệ đá cũng chỉ có một, đó là công chúa kim cương Diancie, kèm theo cả dạng Mega của nó. Đây cũng là Pokemon duy nhất thuộc thế hệ thứ 6 có thể tiến hóa Mega. Hội quán và phòng huấn luyện hệ đá đầu tiên và cũng là gym đầu tiên của dòng game Pokemon nằm ở thành phố Pewter với thủ lĩnh là Brock, người đàn ông rắn chắc như đá tảng. Cũng là hội quán đầu tiên của vùng Hoenn là ở thành phố Rustboro với thủ lĩnh là Roxanne, cô sinh viên ưu tú của trường huấn luyện Pokemon. Lại là gym đầu tiên của vùng Sinnoh nằm ở thành phố mỏ Orbuck. Anh chàng thủ lĩnh Rock thường xuyên tập luyện dưới mỏ than, là con trai của thủ lĩnh Byron thành phố Canalev. Thủ lĩnh Grant của thành phố Silas vùng Kalos có niềm đam mê leo núi, đồng thời là một người tạo xu hướng và nghe đâu kiểu tóc của anh này rất được giới trẻ ưa thích. Cuối cùng là thủ lĩnh Gordy ở thành phố Surchester vùng Gala, một huấn luyện viên trẻ tài năng rất nhiều fan hâm mộ. Anh ta cùng quản lý sân vận động với mẹ của mình là Melanie. Diancie là nữ vương của loài Carbink, được hình thành từ một cá thể Carbink đột biến, cũng mang song hệ là đá và tiên. Hệ thống chỉ số thì gần như y hệt, chỉ có hai cái tấn công cơ bản là được thêm 50 điểm. Và dĩ nhiên Diancie vẫn giữ những điểm yếu của Carbink, đó là tốc độ siêu cùi bắp và điểm sinh lực thảm hại khiến cho khả năng phòng thủ rất cao của nó cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa lắm. Và nên chắc chắn một điều là con Diancie này sẽ chẳng thể làm được gì nhiều ở dạng thường, cho nên chúng ta hãy cùng chuyển luôn sang dạng Mega nhé.
Mega Dynasty được tăng cho rất nhiều tốc độ. Các chỉ số công kích và phòng thủ của nó đổi chỗ cho nhau, khiến cho sức chịu đòn của nó giảm đi rất nhiều, bù lại là một khả năng tấn công ổn áp. Nhưng chiêu thức của nó cũng rất tuyệt vời khi mà chỉ cần có Moonblast và Earth Power là đã đủ phủ sóng gần như hoàn hảo. Những Pokemon hệ bay như là Charizard có thể kháng được hai chiêu kia thì sẽ phải sợ Diamond Storm. Và như vậy vẫn thừa ra một slot chiêu thức cho bất kỳ chiêu nào anh em thích, có thể là Protect, Steel Rock hay thậm chí là Explosion. Đặc tính của nó lúc này sẽ là Magic Bounce, bảo vệ Diancie và phản ngược lại tất cả các chiêu thức hiệu ứng và cạm bẫy mà đối thủ gây ra. Tuy nhiên nó vẫn sẽ phải dè chừng trước Pokemon thông dụng nhất trong cái mảng cạm bẫy này, đó là Ferroton. Nhìn chung thì Mega Diancie ngoài cái máu giấy ra thì chẳng có gì để chê. Vấn đề của nó chỉ là nó là một Pokemon huyền ảo, cho nên rất hiếm có format nào cho phép sử dụng. Mà kể cả có đi nữa thì nó sẽ vừa chiếm mất một slot Pokemon hạn chế, vừa chiếm mất một slot Mega cho đội hình của anh em, cho nên nó sẽ vô tình làm giảm sức mạnh của phần còn lại của team, bởi vì thực sự những gì mà nó làm được không xứng đáng với những gì mà nó lấy mất. Anh em có biết Pokemon nào cũng chiếm cả slot huyền thoại và slot Mega như là Mega Diancie không? Đúng rồi, đó chính là Mega Rayquaza đấy. Khi nói về một Pokemon mạnh nhất, đôi khi không thể tư duy theo kiểu ném tất cả Pokemon vào một chỗ cho nó đánh nhau như một trận Battle Royale, mặc dù nghe thì cũng có vẻ hay ho thật. Tiêu chí đánh giá sức mạnh của Pokemon thường được dựa vào tính đa năng của nó, số kèo mà nó có thể cân được, số vị trí, vai trò mà nó có thể đảm nhận. Và với hệ đá, khi mà những Pokemon huyền thoại và huyền ảo đều không được ấn tượng cho lắm, thì tiêu chí này lại càng được thể hiện rõ hơn. Và khả năng Pokemon mạnh nhất của hệ này sẽ là Tyranitar và Mega Tyranitar. Dĩ nhiên khi so sánh Tita với những Pokemon huyền thoại xịn sò mà tôi hay nhắc đến trong những video hệ khác sẽ có phần hơi khập khiễng. Nhưng đấy không phải là lỗi của nó hay lỗi của tôi, mà là tại cái đám huyền thoại hệ đá nó không gánh nổi hệ đấy chứ. Thực tế thì Tyranitar là một trong những Pokemon thành công nhất mọi thời đại. Khi mà từ hồi ra mắt ở Gen 2 cho đến bây giờ, nó vẫn chưa bao giờ rời khỏi top tỷ lệ sử dụng. Ừ thì song hệ của Pokemon này có quá nhiều điểm yếu, nhưng mà những điểm mạnh của Tyranitar lại quá tốt đủ để cho người ta có thể chấp nhận những điểm yếu kia. Ngoài việc sở hữu công thủ thể lực đều cao, đặc tính Sandstream còn tạo ra bão cát, tăng thêm gấp rưỡi thủ đặc biệt cho Tyranitar, thế nên nó có thể chịu được phần lớn những đợt tấn công khắc hệ mà vẫn có thể cầu máu đội bạn ngay cả khi không làm gì. Tyranitar có thể tận dụng rất tốt đặc điểm này cho việc kích hoạt trang bị Weakness Policy, khiến cho những đòn phản công của nó là cực kỳ chết chóc. Đặc biệt là khi trong trạng thái Dynamax thì việc hạ gục Pokemon này gần như là điều không thể. Mà đây là nó đã bị nerf rồi đấy nhá. Ở Gen 8 thì bên cạnh việc không có lựa chọn tiến hóa Mega, một trong những chiêu mạnh nhất của Tyranitar là Pursuit đã bị xóa bỏ khỏi game. Chứ hồi trước thì chiêu này là tấm vé vào viện không thể tránh khỏi của bất kỳ Pokemon hệ ma hay siêu linh nào mỗi khi nhìn thấy mặt Tyranitar. Bởi vì nếu như ở lại chiến đấu thì chúng cũng toang, còn nếu rút về thì chúng toang còn nhanh hơn. Hiện tại thì tuy đã mất đi cái món vũ khí đáng sợ đấy, thì Tyranitar vẫn là một con counter ngon lành đối với nhiều mối hiểm họa hàng đầu như là Volcarona, Heatran, Dragapult hay là Calyrex Shadow Rider. Tyranitar cũng có thể đơn giản chỉ đóng vai trò tanker, hỗ trợ để phá nắng phá mưa trong khi cấu sinh lực của đối thủ bằng bão cát. Quấy phá chúng nó bằng Steel Rock, Thunder Wave và Taunt, cũng như gia tăng sức mạnh cho những đồng đội siêu cường như là Senros Excadrill, Dracozolt hay là Senveil Garchomp. Sức tấn công vật lý cơ bản của Tyranitar vốn dĩ đủ khỏe để có thể sử dụng ngay lập tức mà không cần phải gia tăng gì hết, với những chiêu Stab đi kèm hiệu ứng mạnh như là Grunt và Stone Edge hay là Rock Slide ở trong đấu đôi. Nhưng nếu muốn thì Pokemon này vẫn có thể lựa chọn setup bằng Substitute và Dragon Dance và khắc phục được cái điểm yếu tốc độ trong quá trình đó. Túm lại thì Tyranitar có thể đảm nhiệm rất nhiều vai trò, tuy không phải là cùng một lúc nhưng mà những vai trò đấy nó đều thể hiện rất là tốt. Nếu như Gen 9 không mang đến một cú nerf mạnh nữa thì khả năng cao là vị trí của Tyranitar vẫn sẽ vững chắc không thể lay chuyển, giống như là trong thông tin Pokédex của nó vậy. Hệ thống chiến đấu của hệ đá đầu tiên là phải kể đến bão cát. Đây là một trong 4 dạng thời tiết trong chiến đấu Pokemon, được tạo ra nhờ chiêu thức Sandstorm và đặc tính Sandstream. Ngoài ra còn có đặc tính Sandspeed của con Sandaconda, nhưng mà cái đặc tính này nó không được chủ động cho lắm. Dưới ảnh hưởng của bão cát, tất cả các Pokemon hệ đá sẽ được tăng gấp rưỡi thủ đặc biệt.
đồng thời gây sát thương bằng 1/16 tổng sinh lực mỗi lượt cho những Pokemon không phải hệ đất, đá hoặc là thép. Một số đặc tính được kích hoạt dưới điều kiện thời tiết này đó là Sandfrost tăng sát thương cho những chiêu thức hệ đất, đá và thép trong bão cát. Sandrush sẽ tăng gấp đôi tốc độ, điển hình cho đặc tính này là Excadrill, dưới điều kiện bão cát thì nó nhanh hơn bất cứ Pokemon nào. Và Sandveil sẽ tăng khả năng né tránh trong bão cát. Ba đặc tính vừa rồi cũng sẽ giúp cho Pokemon sở hữu không nhận sát thương từ bão cát, kể cả khi chúng nó không phải hệ đất, đá hay là thép. Trong điều kiện bão cát này thì chiêu Weather Ball sẽ được tăng gấp đôi sức mạnh và chuyển thành hệ đá. Sát thương của Solar Beam và Solar Blade sẽ bị giảm một nửa. Lượng phục hồi của chiêu Morning Sun, Moonlight và Synthesis sẽ bị giảm từ 1/2 xuống còn 1/4 tổng sinh lực. Còn lượng phục hồi của chiêu Show Up sẽ được tăng từ 1/2 lên 2/3. Hệ đá vốn là một hệ thuần vật lý trước Gen 4, và cho đến giờ thì các chiêu thức phổ biến của hệ này cũng toàn là chiêu vật lý. Đặc điểm chung của những chiêu này là có độ chính xác hiếm khi được 100%, cho nên tuy là mạnh đấy, nhưng mà lúc sử dụng thì cũng rất là rén. Uy lực khủng khiếp nhất phải kể đến chiêu Headmash, với sức mạnh lên đến 150 mà không cần phải mất một lượt để hồi sức. Đổi lại thì nó sẽ gây tổn thương cực mạnh cho những Pokemon sử dụng lên đến 1/2 lượng sát thương gây ra. Những Pokemon sở hữu đặc tính đầu đá như là Aggron, Steelix hay là Tyrantrum sẽ không cần quan tâm đến vụ phản lại này. Yếu hơn một chút nhưng nhiều Pokemon học được hơn đó là Stone Edge, uy lực 100 và có tỷ lệ chí mạng cao hơn bình thường. Đây cũng thuộc dạng những chiêu mạnh nhất đi kèm cái hiệu ứng này. Trong đấu đôi thì Rock Slide là một trong những chiêu thức đáng e ngại hàng đầu khi nó có thể đánh trúng cả hai Pokemon đội bạn và có tận 30% gây choáng lên mỗi mục tiêu. Nếu như anh em có thể gây choáng được cả hai mục tiêu với chiêu này thì thường sẽ là một pha định đoạt kết quả trận đấu. Vì thế mà đặc tính Inner Focus là vô cùng cần thiết. Accelerock là chiêu thức tấn công ưu tiên của hệ đá, tuy nhiên hiện tại mới chỉ có Lycanroc có thể học được chiêu này. Số Pokemon đá thực sự dùng đến mảng đặc biệt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và ở mảng này các chiêu thức của hệ đá có 3 chiêu, yeah, hẳn là 3 chiêu luôn. Trong đó, Power Gem chỉ là một chiêu tấn công bình thường, không có gì đặc biệt. Ancient Power có 10% tỷ lệ tăng toàn bộ chỉ số cho Pokemon thi triển, nhưng mà sức mạnh và tỷ lệ gây hiệu ứng của chiêu này quá thấp cho nên cũng không mong đợi được gì. Chỉ có Meteor Beam là ngôi sao sáng nhất ở mảng này. Đây là chiêu thức sẽ phải tập trung năng lượng vũ trụ ở lượt đầu tiên và tấn công vào lượt tiếp theo như là Solar Beam. Nhưng điều đặc biệt ở đây là khi tụ lực, Pokemon thi triển sẽ được tăng một bậc công đặc biệt, khiến cho những đòn tấn công sau này của nó đều sẽ mạnh lên. Đặc biệt là khi kết hợp với trang bị Power Up sẽ rút ngắn thời gian thi triển thành ngay lập tức. Dĩ nhiên là trang bị này chỉ sử dụng được một lần thôi, nhưng mà anh em được tăng cường sức mạnh trong khi gần như loại bỏ một đối thủ thì còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ. Ở mảng hỗ trợ, hệ đá đã góp phần thay đổi meta bằng chiêu thức cạm bẫy vô cùng lợi hại, đó là Stealth Rock. Stealth Rock cơ bản sẽ gây sát thương bằng 1/8 tổng sinh lực lên mỗi Pokemon đảo ra sân. Đây là cạm bẫy duy nhất có thể ảnh hưởng đến các Pokemon hệ bay, thậm chí còn ảnh hưởng mạnh là đáng khác. Bởi vì sát thương do cạm bẫy này gây ra cũng mang hệ đá, cho nên những Pokemon bay nào muốn nhảy vào default cũng sẽ rất mạo hiểm. Stealth Rock nhanh chóng trở nên phổ biến ngay khi được ra mắt và trở thành một trong những tiêu chí đánh giá Pokemon. Nếu như Pokemon của anh em bị yếu thế trước Stealth Rock thì tính hiệu quả của nó tự nhiên giảm đi rất nhiều. Bởi vì nếu như anh em đưa Pokemon ra sân và ngay lập tức chúng nó bị cắt mất 1/4, thậm chí là 1/2 bình máu, thì cái khả năng chúng nó bị hạ gục bởi đối thủ ngay sau đó cũng rất cao, và dĩ nhiên những đóng góp của nó cho trận đấu là không nhiều. Đây chính là tác nhân đã loại bỏ rất nhiều Pokemon ra khỏi metagame đấu đơn, hoặc ít nhất là sẽ không dám vào sân chừng nào vẫn còn lởm chởm sỏi đá, ví dụ như là Volcarona, Zapdos, Dragonite, Lugia, Ho-Oh. Và anh em đoán xem, Charizard. Trong đấu đôi thì những chiêu cạm bẫy như Stealth Rock gần như không được sử dụng bởi vì nhịp game nhanh hơn và ít đổi Pokemon hơn. Ở mảng này thì những chiêu thức có thể đánh trúng cả hai mục tiêu như là Rock Slide, Earthquake và Dazzling Gleam cũng rất thông dụng. Và hệ đá cũng có một câu trả lời cho những chiêu như vậy, đó là Wildcat. Wildcat là một chiêu bảo vệ kiểu như Protect. Nó có thể bảo vệ được cả team cùng một lúc, nhưng đổi lại thì chỉ có thể đỡ được những chiêu thức đánh lan mà thôi. Nếu có thể đoán trúng được chiêu thức để mà phòng tránh thì Pokemon còn lại của anh em có thể thỏa sức tung hoành. Còn nếu đối thủ dùng chiêu thức tấn công đơn lẻ thì coi như phí mất một lượt.
cho nên khả năng phán đoán được đặt lên hàng đầu ở đây. Ok, hầu hết các chiêu thức của hệ đá sẽ biến thành Continental Crush khi kết hợp với Rock Kiềm Z. Khi Dynamax, chúng sẽ trở thành Max Rock Fall, sẽ tạo ra bão cát sau khi đánh trúng mục tiêu. Chỉ có một chiêu G-Max của hệ đá, đó là G-Max Volcanic của Gigantamax Colossal, sẽ để lại hiệu ứng trên sàn đấu của đội bạn trong vòng 4 lượt tiếp theo, gây sát thương bằng 1/6 tổng sinh lực mỗi lượt cho những Pokemon không phải hệ đá. Và đó là tổng quan về Pokemon hệ đá. Nhìn chung thì đây là một hệ nghe có vẻ mạnh về thủ, nhưng thực chất lại nhỉnh hơn ở mảng công kích cũng như là kiểm soát thế trận. Nếu như anh em thích Pokemon nào nhất của hệ đá thì hãy cho mọi người cùng biết dưới phần comment nhé, cũng như là bổ sung cho tôi những thông tin thú vị hay là thiếu sót mà tôi quên chưa đề cập đến. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này. Cảm ơn một lần nữa đến sự ủng hộ của toàn bộ anh em. Và bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Stay cool!